Một danh hài bất ngờ đến tòa xử bà Phương Hằng, quay clip đăng YouTube kiếm tiền ván một câu gây sốc. Duy Phương, chồng cũ Lê Giang, diễn viên hài đình đám một thời dù không liên quan đến phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng, nhưng vẫn tới tòa để quay video đăng tải trên YouTube cá nhân. Theo đó, vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước phiên xét xử, cơ quan chức năng đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị khác nhau làm nhiệm vụ ở cả trong và các tuyến đường gần nơi diễn ra xét xử. Ngay từ sáng sớm, rất đông YouTuber và người dân đã tụ tập trước cổng Tòa án Nhân dân TP.HCM để livestream cập nhật diễn biến phiên tòa. Trước đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã lưu ý người dân không tụ tập trước cổng tòa. Chỉ những người có giấy phép triệu tập hoặc phục vụ công tác xét xử mới được tham gia phiên tòa. Nhà báo, phóng viên phải cung cấp thẻ do tòa cấp mới được vào tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân hiếu kỳ đã có mặt từ sớm chờ đợi ở trước tòa. Tôi rất quan tâm đến phiên tòa nên từ 2 giờ sáng đã đi từ huyện Nhà Bè lên đây, một người có mặt trước cổng tòa án cho hay. Đáng chú ý, diễn viên hài Duy Phương cũng có mặt tại Tòa án Nhân dân TP.HCM quận 1 để quay clip đăng tải trên kênh YouTube của danh hài Duy Phương. Trong video, Duy Phương nói ông đến từ tòa lúc 5 giờ sáng để ghi lại không khí trước buổi xét xử. Theo ghi nhận, sau 3 giờ đăng tải, đoạn clip của Duy Phương thu hút hơn 20.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Trao đổi với truyền thông, Duy Phương xác nhận đến phiên tòa xử vụ Phương Hằng với vai trò là YouTuber. Ông cho hay, tôi dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị chạy từ Bình Chánh lên đây tác nghiệp, nhưng vì đâu vô tòa được nên tôi phải về sớm. Ông cho biết hiện tại chuyển sang làm YouTuber, bên cạnh đi giao bỏ mối bánh bèo. Sau dịch bệnh, Duy Phương dẹp hết quán ăn do thua lỗ, đi bỏ bánh bèo cho người ta. Thời gian rảnh, ông đi quay video đăng lên YouTube kiếm thêm. Tôi dành một tuần khoảng 3 đến 4 ngày để làm, tôi cũng không rành nên có nhờ mấy YouTuber chỉ cho mình các sự kiện để theo. Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 10 triệu đồng thu nhập từ YouTube để trang trải. Tôi còn con nhỏ đứa út mới 14 tuổi, nếu giàu có thì tôi không đi làm YouTuber làm gì, cũng ráng làm cho có thu nhập thêm, nam diễn viên nói. Theo Duy Phương, hiện ông đã gần 70 tuổi, không có nhiều show ngoài những gia đình có đám tiệc mời hát thôi nôi sinh nhật đám ma. Khi làm YouTube, nam diễn viên trong nhà ngoài phố được con trai hỗ trợ dựng clip. Nó là người ở nhà phụ tôi mấy cái việc công nghệ, tôi đi quay về đưa nó là nó xử lý hết, tới tháng lãnh lương là tôi chia cho nó, ông kể. Về vụ án bà Phương Hằng, Duy Phương nói, cũng có nhiều người hỏi tôi đứng bên nào, tôi thấy đúng sai có pháp luật xét xử. Cá nhân tôi chỉ thấy đau lòng khi người phụ nữ vướng vòng lao lý lại là người thành đạt, có kinh tế, có địa vị xã hội. Còn xét xử đúng sai, ai làm nấy chịu. Tôi khuyên mọi người sống thận trọng, đừng làm gì quá đà để xảy ra hậu quả mình phải chịu. Ngoài Duy Phương, nhiều YouTuber, TikToker cũng như người dân hiếu kỳ có mặt từ sớm phía trước trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM để theo dõi vụ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Duy Phương từng là diễn viên hài nổi tiếng ở thập niên 1990, nghệ sĩ tham gia diễn xuất đóng video nhạc nổi tiếng với băng video Mưa Bụi Quy Tụ một thời. Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của miền Nam mang hài kịch ra miền Bắc, được nhiều khán giả yêu mến qua chương trình kịch truyền hình Trong Nhà Ngoài Phố. Duy Phương còn đóng các phim truyền hình dài tập như Tết Tết Tết, Tay Chơi Miệt Vườn. Thế nhưng theo năm tháng, tên tuổi của ông dần tụt dốc, không còn chỗ đứng như xưa. Thời gian qua, việc ông liên tiếp đưa ra quan điểm về vấn đề từ thiện, cách cư xử của giới nghệ sĩ hiện nay khiến dư luận chú ý. Khi đó, Duy Phương còn chẳng ngần ngại điểm mặt chỉ tên Hoài Linh, Thủy Tiên. Cũng vào thời điểm gây ồn ào đó, Duy Phương từng gọi điện cho bà Nguyễn Phương Hằng với ý định nói chuyện về giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, nữ CEO đã từ chối vì không muốn người khác bị liên lụy trong drama của mình.